Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thanh tra sở thông vận tải Hà Nội và chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, đội thanh tra thông vận tải Từ Liêm đã tăng cường lực lượng kiểm tra liên ngành sáng và công việc cao điểm sáng, đặc biệt là buổi sáng thì tăng cường anh em các tổ kiểm tra và kiểm soát xử lý các xe chạy sai giấy quy định của thành phố và đã tiến hành lập biên bản xử lý các xe vi phạm và bước đầu là hạn chế được các cái xe trên tuyến và người lại chưa thông thoáng mặt đường cho học sinh và người dân đi lại bình thường. Thế là trong cái tuyến đường vành đai thì ra quá khổ quá tải thì anh em đã tăng cường kiểm tra gần như là liên tục 24/24 kiểm tra các xe quá khổ quá tải và phạt có phạt rất nhiều mấy trăm triệu rồi, có phạt rất cao.